Anh Phong ơi, anh hãy thử làm video về top 10 sự thật đi. À, top 10 sự thật hả? Cũng được đó. À, quên nữa, phải chào mọi người đã. À, ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini quiz mới của mình nha. Yeah. Thì ok bạn ơi, hôm nay nè, khi mà mình đang đọc bình luận ở trên YouTube á, thì mình thấy có một số bạn bảo mình là: anh ơi, anh hãy thử làm video về top 10 sự thật đi. Thì mình thấy cũng hay hay, dạo gần đây anh Vịt có cái trend gì làm top 10 sự thật á, thấy coi cũng vui vui, cho nên mình nghĩ rằng là nếu như mấy bạn thích thì mình cũng sẽ làm cho bạn xem luôn nha. Và nếu như những bạn nào mà muốn mình làm top 10 sự thật á, thì bạn đừng quên là hãy để lại cho video này đạt lên được 30.000 like nha anh em. 30.000 like thì mình sẽ ra video tiếp theo cho bạn xem nha, về top 10 sự thật nha. Ok, rồi hôm nay mình sẽ làm top 10 sự thật về cái gì đây ta? Ok, mình sẽ làm một cái top 10 sự thật mà chưa ai làm đâu hết. Đó chính là top 10 sự thật về các cặp đôi của Hero Team nha. Thì mình đầu tiên mình sẽ làm về cặp đôi mình và Sammy trước nha các bạn. Phong Cận và Sammy Đào nha. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với video top 10 sự thật về Phong Cận và Sammy Đào nào. Let's go. Ok, và chúng ta cùng nhau đến với sự thật đầu tiên nào. Lần đầu tiên Phong Cận TV và Sammy gặp nhau như thế nào? Chắc có lẽ sẽ có rất là nhiều bạn tò mò rằng mình và Sammy quen nhau như thế nào đúng không? Bởi vì một người thì ở tận Sài Gòn, một người thì ở tận Huế, mà tại sao có thể quen nhau được thì mình cũng sẽ kể cho mấy bạn nghe luôn nha. Thì ngày đầu tiên mà mình gặp Sammy, theo như mình nhớ hình như là ngày 12 tháng 2 mấy bạn ạ. Hôm đó cũng chính là ngày Tết luôn nha. Và mình đang rất là buồn chán bởi vì Tết mà phải ở nhà không được đi đâu chơi. Bình thường thì ngày Tết người ta sẽ đi du lịch nè, đi khắp nơi để đi chơi luôn. Còn mình thì phải ở nhà, cho nên lúc đó mình khá là buồn. Nên mình đã rủ Kyron mua vé máy bay để bay ra Huế thăm mèo Simmy. Thì lúc đó mèo Simmy đang là bạn gái của Kyron, cho nên là mình muốn rằng là đi thăm mọi người trong team như vậy cho nó vui thôi. Ai dè đâu lại gặp được chị của Simmy, chính là Sammy. Và thế là mình thích Sammy ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đó mọi người ạ. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mình và Sammy gặp nhau. Đến với sự thật thứ hai, Phong Cận TV đã thích Sammy từ cái nhìn đầu tiên. Nói đến đây thì chắc sẽ có rất là nhiều bạn nghĩ là: trời ơi, anh Phong Cận mê gái quá à, mới gặp mà đã thích người ta rồi, đúng không nào? À, không có đâu nha, mình không hề mê gái đâu à nha. Nhưng mà mình thích Sammy từ cái nhìn đầu tiên là có thật đó nha mấy bạn. Vì các bạn biết sao không? Lần đầu tiên mình gặp Sammy thì Sammy lúc đó là một cô bé rất là xinh đẹp và đáng yêu luôn. Không những vậy mà Sammy lúc đó còn rất giỏi cái công việc nội trợ, như là nấu ăn nè, biết dọn dẹp nhà cửa nè, biết phụ giúp cha mẹ nè, lại còn học rất là giỏi nữa chứ. Sammy là một trong những học sinh giỏi của lớp luôn nha các bạn. Thử hỏi một cô gái vừa đẹp người nè, đẹp nết như là Sammy thì ai mà không thích đúng không nào? Và đến với sự thật thứ ba, Phong Cận đã tỏ tình Sammy như thế nào? Sau khi bị thần tình yêu bắn không trượt phát lào thì mình đã lên kế hoạch để tỏ tình Sammy mấy bạn ơi. Nhưng thời gian ở Huế của mình lúc đó chỉ còn một tuần mà thôi. Sau một tuần thì mình sẽ phải quay trở về lại Sài Gòn để làm việc, nên mình phải tỏ tình Sammy thật là nhanh. Mình đã mời Sammy đi ăn nè. Người ta nói con đường đi đến trái tim của một người con gái phải đi ngang qua con đường bao tử. Mấy bạn nam hãy thử đi nha. Mấy bạn mà thích ai á thì mấy bạn cứ mời người đó đi ăn đi, ăn thật là nhiều vô thì bảo đảm người đó sẽ thích lại bạn. Tỷ lệ thành công lên đến tận 90% luôn á nha. Còn nếu mà thất bại á thì là do mấy bạn nhỏ mà thôi. Sau đó thì mình làm việc nhà phụ cho Sammy nè, những việc như là rửa chén, quét nhà, nấu ăn nè. Nói thật là Phong nấu ăn hơi bị ngon luôn á nha. Và những lúc mà Sammy bị bệnh thì mình cũng tự đi mua thuốc nè, nấu cháo và chăm sóc cho Sammy. Nhìn Phong lúc đó không khác gì là một soái ca luôn. Mình có thể thấy được Sammy cảm động như thế nào. Và một thời gian sau, mình đã đủ can đảm để có thể tỏ tình Sammy. Mình đã nói rằng: Sammy ơi, tôi rất là thích bà. Và các bạn biết không, Sammy cũng đã nói lại rằng là Sammy cũng rất thích mình luôn các bạn ơi. Chỉ cần các bạn thật lòng thích một ai đó thì hãy thử tỏ tình đi, biết đâu là sẽ thành công rồi sao, đúng không nào? Và chúng ta sẽ đến với sự thật thứ tư nào các bạn ơi.
Mr. Vịt từng là người mai mối cho Phong Cận TV và Sammy. Lý do vì sao mà mình lại nhắc đến anh Mr. Vịt các bạn biết không? Là bởi vì trước kia khi mà mình chưa có yêu Sammy thì anh Vịt là người đã từng hỏi mình là: Phong ơi, em thấy Sammy như thế nào? Nếu mà thích đó thì tỏ tình luôn đi em. Anh Vịt là một người cực kỳ ủng hộ chuyện tình của mình và Sammy luôn á nha. Mặc dù rằng là mình và Sammy chung một team thì theo như người ta hay nói á, là chung một team á là rất là khó để làm người yêu của nhau. Nhưng anh Vịt là trưởng team, anh Vịt cũng không cấm cản mình và Sammy đến với nhau. Anh Vịt rất là hiểu tâm lý của những đứa em luôn. Và đó là lý do vì sao mà mình bảo anh Vịt là người may mối cho mình và Sammy đó nha các bạn. Anh Vịt đúng là anh của em. Đến với sự thật thứ 5, Sammy là người ăn uống rất khó tính, còn Phong thì lại rất là dễ. Mình nói thật là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy ai mà ăn uống khó tính như là Sammy luôn á. Sammy là một người chỉ thích ăn đồ ăn ở Huế mà thôi. Chắc có lẽ là bởi vì Sammy sinh ra và lớn lên tại Huế, cho nên là Sammy hợp với những món ăn ở Huế hơn. Chứ bây giờ mà đưa Sammy ra ngoài Sài Gòn hay là ra ngoài Hà Nội thì chắc là Sammy sẽ nhịn đói tới chết luôn mấy bạn ơi. Các bạn biết sao không? Bởi vì đơn giản thôi, Sammy không thích đồ ăn ở ngoài Sài Gòn và đồ ăn ở ngoài Hà Nội. Bởi vì Sammy không hợp với khẩu vị ở ngoài đó. Và Sammy cũng là một người bị dị ứng hải sản nha mấy bạn. Những người xem video của mình nè, có bạn nào bị dị ứng hải sản giống Sammy không? Các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Sammy bị dị ứng hải sản, nhất là món cá nha mấy bạn. Sammy bảo với mình rằng nếu như Sammy chỉ cần ăn một miếng cá thôi thì môi của Sam sẽ sưng to đùng lên như là con cá chùi kiến luôn á. Còn Phong thì khác nha. Phong là một người có tâm hồn ăn uống rất là mãnh liệt. Phong muốn thử tất cả các món ngon trên thế giới luôn. Trời ơi trời, món nào Phong cũng muốn thử hết á. Có nhiều món ăn bên nước ngoài Phong muốn thử gì đâu luôn á, nhưng mà không có cơ hội. Nói chung, Sammy là một người rất là khó khăn trong cái việc ăn uống. Còn Phong Cận thì thấy đồ ăn là muốn ăn liền à. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với sự thật thứ 6. Món ăn ưa thích của Phong Cận và Sammy. Nói đến đây thì cho mình hỏi nha, những bạn đang xem video nè, món ăn ưa thích của các bạn là gì? Các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Chứ nếu mà nói về món ăn ưa thích của mình và Sammy luôn á, thì hai đứa mình thích nhất là món gà chiên KFC mấy bạn ơi. Đó, Sammy thì thích nhất là đùi gà nè và cánh gà nè. Còn Phong thì chắc là thích nguyên con gà luôn á. Từ cái đầu cho đến cái phao câu, cái chân của con gà là Phong ăn hết luôn nha. Phong ăn được hết nha. Nếu so sánh ở các hãng gà chiên giòn thì Phong vẫn thấy KFC là ngon nhất. Đến với sự thật thứ 7, Sammy không bao giờ bắt mình phải tặng quà. Khi đi ăn, đi chơi cùng với nhau, mình và Sammy luôn luôn chia đôi tiền các bạn ơi. Chứ Sammy không bao giờ bắt buộc mình phải trả tiền một mình cả. Khi mua một cái bánh kem, chẳng hạn như cái bánh kem đó có giá 100 ngàn đi, thì mình và Sammy sẽ góp vào mỗi người 50 ngàn cho công bằng với nhau luôn. Và kể cả những ngày lễ như là Valentine nè, hay là 8 tháng 3 nè, Sammy không bao giờ đòi mình phải tặng quà cho Sammy cả. Mỗi lần mà mình muốn tặng quà cho Sammy á, thì Sammy sẽ nói với mình là món quà này có đắt tiền hay không. Nếu đắt tiền á thì không cho mua nha, còn nếu rẻ thì mới được mua để làm quà tặng. Bởi vậy cho nên là muốn tặng quà cho Sammy rất là khó luôn á mấy bạn ơi. Sammy muốn mình phải tiết kiệm tiền, không muốn mình mua quà đắt tiền sẽ tiêu xài tiền phung phí. Nếu như những bạn nào mà có theo dõi kênh YouTube của mình á, thì chắc chắn các bạn sẽ biết được rằng là trước kia mình đã từng tặng cho Sammy một cái điện thoại iPhone 11 đúng không nào? Thì để có thể mua được cái điện thoại iPhone 11 đó, mình đã giấu tiền cực kỳ kỹ luôn. Mình không cho Sammy biết, chứ nếu Sammy mà biết á ha, thì còn lâu mình mới được mua. Nói chung thì con gái ai mà không thích được người yêu tặng quà đúng không nào? Sammy cũng vậy thôi. Nhưng mà Sammy lại muốn mình tiết kiệm tiền nhiều hơn, cho nên là Sammy không bao giờ bắt buộc mình phải tặng cho Sammy một món quà nào cả. Và nếu mà có tặng quà thì phải tặng quà rẻ nghe chưa, không được mua quá đắt tiền. Đắt tiền là biết tay bà đó. Và đến với sự thật thứ 8, Phong Cận luôn là người phải xin lỗi Sammy trước dù có lỗi hay không. Vì là một thằng con trai cho nên bất cứ khi nào mà bọn mình cãi nhau về một vấn đề gì đó thì mình luôn luôn là người xin lỗi Sammy trước, dù mình có lỗi hay không. Đơn giản là vì chúng ta là con trai mà đúng không mấy bạn? Không phải là vì mình sợ Sammy hay là vì gì cả,
mà bởi vì mình không muốn Sammy phải buồn và mình quý trọng tình yêu này, cho nên người xin lỗi trước luôn luôn là người quyết định tình yêu của họ có tiếp tục hay không đó nha mọi người. Đến với sự thật thứ 9, Phong Cận và Sammy sống rất tự lập. Hiện tại thì mình và Sammy chỉ mới có 19 tuổi mà thôi. Ở cái tuổi này thì nhiều bạn vẫn còn phải đi học và phải đi kiếm việc làm, thì bọn mình đã biết làm YouTube để kiếm tiền, để giúp đỡ cho gia đình và tự lo cho bản thân của bọn mình. Nhờ như vậy mà bọn mình đã có thể chăm sóc được cho cha mẹ và biết tiết kiệm tiền nhiều hơn. Và các bạn biết không, mình và Sammy có một ước mơ, đó chính là mai này bọn mình sẽ tiết kiệm được đủ tiền và có thể xây được một ngôi nhà dành riêng cho hai đứa. Ngôi nhà này không cần phải đẹp như là biệt thự đâu, mà nó chỉ cần đúng ý hai đứa mình là được. Và nó sẽ dành riêng cho hai đứa mình luôn. Và đến với sự thật cuối cùng là sự thật thứ 10, Phong Cận và Sammy sống chung một nhà. Nói đến đây thì chắc mấy bạn nào đã theo dõi Facebook, kênh YouTube của Phong và Sam lâu rồi thì chắc mấy bạn cũng biết điều này rồi phải không? Mình và Sam trước kia từng có một khoảng thời gian yêu xa nhau, yêu xa được khoảng 1 năm thì phải. Và sau khi bọn mình kiếm được tiền từ YouTube thì bọn mình đã quyết định xin phép bố mẹ cho bọn mình được sống chung nhà với nhau để làm YouTube cùng nhau. Hiện tại thì mình đang sống cùng với gia đình của Sammy. Ba mẹ Sammy rất là yêu thương mình và dành riêng cho mình một căn phòng riêng để mình làm việc luôn. Thật sự thì mình rất biết ơn ba mẹ của Sammy luôn đó. Thì ok anh em ơi, vừa rồi mình đã kể cho anh em nghe xong top 10 sự thật về cặp đôi Phong Cận TV và Sammy Đào. Các bạn thấy gọi là video này có hay không nào? Và các bạn biết được bao nhiêu sự thật trong cái video này? 1 trên 10, 5 trên 10 hay là 10 trên 10? Thì các bạn đừng quên là hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Và đừng quên là hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho video này và nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.